Theo thông tin từ văn phòng chính phủ, trong tháng 8, kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng tích cực trong cả ba khu vực. Khu vực nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, khu vực công nghiệp phục hồi tốt, tháng 8 tăng 2% so với tháng 7 và tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tính trung 8 tháng tăng 8,6%. Khu vực dịch vụ tiếp tục tăng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 tăng 7,9%, 8 tháng tăng 8,5%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo và có thẳng dư. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng tăng 4,04%, lạm phát cơ bản tăng 2,71%. Các chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành linh hoạt theo diễn biến của thị trường. Tỷ giá lãi suất cơ bản ổn định. Đáng lưu ý, xuất khẩu tiếp tục tăng cao, xuất siêu lớn, góp phần đảm bảo cán cân thanh toán. Xuất khẩu tăng 3,7% so với tháng 7 và 14,5% so với cùng kỳ tính chung 8 tháng tăng 15,8%, nhập khẩu tăng 17,7%, xuất siêu 19,07 tỷ đô la Mỹ.